Các bạn đang nhìn thấy là có một cái máy gặt nha. Tít ở xa xa cái zoom lên cho các bạn coi. Đây, có một cái máy gặt. Thì hôm nay lúa cái chỗ này là cái lúa này là cái lúa nếp nha. Lúa nếp này thì chắc tầm khoảng 1 tuần đến 10 ngày nữa, khoảng 10 ngày nữa sẽ gặt được này. Lúa nếp này khoảng 10 ngày nữa là gặt nha. Bao la bát ngát ngát một cái cánh đồng lúa luôn. Đây có cái lú này. Lú này cá chạy quá trời chạy luôn. Ui ôi cá nhiều. Chào các bác nha. Giờ đang có mặt ở một cái đồng lúa rất là đẹp luôn, một đồng lúa chín. Thì trưa hôm nay có một cái máy gặt đó, đang gặt, thì mình sẽ đi sang mình coi cái máy gặt gặt lúa cái thời mà hiện nay nha, để chia sẻ các bạn. Còn lúc trước thì lúa thì gặt thủ công thôi, lúc trước lúa gặt thủ công, gặt bằng tay nhá. Bây giờ thì gặt bằng máy rồi. Bây giờ mình sẽ qua bên đó để mình quay lúc mà gặt lúa cho các bạn coi nhé. Đi ngoài đồng mà buổi trưa cũng lâu lắm rồi không về quê cả nhà. Nay về quê đúng vào cái dịp mà mùa thu mà ở quê, và thời điểm này là đang vào mùa gặt lúa. Các bạn nhìn này, lúa chín đẹp ghê luôn không? Gặt mới một xíu buổi trưa thôi là gặt nguyên được một khu này rồi này cả nhà. Gặt được nguyên một khu này luôn rồi nha. Gặt xong rồi cái này là nó sẽ cắt cắt được cái bông này. Đây là cắt cái bông lúa. Sau đó là sẽ xay luôn, sẽ phụt ra luôn. Tức là xay ra khỏi cái bông lúa luôn để đóng vào bao luôn ở đây luôn. Và đưa cái lơm sẽ để lên trên này. Ở trước là phải gặt riêng cái ngọn này. Sau đó thì xong rồi mới cắt đến cái giai đoạn mà cắt cắt ngang để cái lạ lại, cầm cái bông về thôi. Cầm cái bông bỏ về. Rồi sau đó mới đưa lên xe đội về từ cái bờ ruộng này cả nhà. Đội về xong này đưa lên bờ. Đội về đưa lên bờ nha. Giờ thì chỉ cần có cái máy thôi, cái máy gặt là nó đi được cái đường này này, máy gặt nó đi được đường này là xong, là nó chạy ra kia, là chạy ra đường lớn nó đổ thóc về. Chị Tốt ơi, đó có cái máy như thế thôi cả nhà ha. Đi một đường đi theo hướng vòng tròn, vòng từ to vào nhỏ nha, thu nhỏ gần dần vào trong. Cái này là đúng là lần đầu tiên mà sau sau ở 5 6 năm này mình về quê á, thì bây giờ ở quê nó thay đổi như này cả nhà. Lúc trước là không có vậy đâu, lúc trước là không có cái máy vậy đâu, giờ hiện đại lắm rồi, có máy có đồ luôn rồi.
xong rồi nó nuôi lại một tí nha, nó tới nhưng mà nó nuôi lại một xíu rồi mới đi tiếp. Thế chị nói là gì, tí ruộng nhà mình ở đâu chị? Ruộng nhà mình ở đâu? Đây á, ruộng nhà mình đây à? Ruộng mình đây đấy, đang gặt đấy. Vậy làm sao mà biết thóc nhà ai mà đổ chị? Ý là trong nhà ai là nó đi đổ là nhà đó, xong rồi tí nó mới đổ nhà mình hả? Bây giờ tí nó đổ ở đường kia chưa? Chị ra đường đấy chưa? Đâu đi, đi chỗ nào để em đi? À, xong rồi nó đưa ra đó nó đổ cho mình. Đi, em đi ra em cho chỗ thóc nó ở đâu nè. Xong là trả tiền tươi thóc thật luôn à? Tiền tiền trả tiền xe gạt này này. Đậu bắp ông cấy nhiều vậy? Em đi. Ai? Đậu bắp này ở nhà ông ấy đây. Ông Ninh này. Đậu bắp nhà ông Ninh này. Nguyên một hàng đậu bắp luôn. Trồng một hàng đậu bắp, hoa đậu bắp này. Ủa, hoa đậu bắp đấy, nó có nhụy màu đỏ. Coi nó gắt hả? Chị? Đúng hay không nữa hả? À, có quả đậu bắp này cả nhà. Đây đâu riết này. Ông trồng đâu riết này cả nhà. Đây đâu riết đây. Ông phủ lá lên cho nắng và cháy đấy. Đây đâu riết này ngon chưa? Ông phủ lá lên cho nó khỏi cháy này. Cái này ngay cái bờ ao nhà mình mà trồng này được này chị này. À ốc ăn hết à? Mà sao ông trồng được đấy? Giỏi này, tối ông làm bắt ra. Ông đi cắt cỏ giữa trưa vậy cơ? Cắt lúa. Cắt lúa. Ông cầm con dao đi mà. Đi đường này bà, đi, ở đây nó có cái đường đi ở đây là bà này. Ông giữa trưa đi cắt lúa phải không? Vào giữa trưa ông đi cắt lúa. Vâng. Đi. Sao chị? À ông nặng tay. Bây giờ mình đang đi chuyển ra chỗ mà tí nữa cái máy gặt đó đưa lên thóc lên đây nó nhả thóc ra, nó phụt thóc ra đây. À, xe ba gác à chị? Tí nữa trở về hẳn nhà luôn hả? Ôi ở cái sông này bây giờ nó kè hai bên nhà, hai bên nhiều vậy đấy hả chị? Ngày trước bên này có nhà đâu ta? Nhà đẹp chưa? Để xem cái nhà to chưa cả nhà. Nhà văn hóa. Một chuyến này. Chở hết năm sao không ông? Lộc bát ngát luôn. Thằng cánh cò bay cả nhà. Dạ. 9 thì 10 ngày nữa gặt rồi. Vậy là phải hơn đấy. Khéo khi lúc ấy gặt là thôi nửa chín, nửa gần chín tí. Tính gặt ôi ái bán nó mới nặng lắm. Vâng. Nếu mà để chín quá nó cũng nhẹ. À dạ. Chứ ông cứ vừa chín tới là hột nó ương ương là nó
bởi vì lúc bây giờ là hạt gạo nó đang là đọng nước. Vâng, đọng nước đấy, còn không là chín quá là nó cũng khô bớt rồi. Nó khô rồi. Khô bớt. Quá đôi khi về mình tối qua nó bạc khô rồi. Máy mình vô cả trong đưa, trong đưa gặp nước không hàng bạn này. Vào đây luôn đấy cả nhà. Về đi. Về hả chị? Về ông trở về luôn nhỉ? Có hết không? Đỉnh à? Đây rồi. Nó phủ tí hết nhỉ. Vậy là một cái bộ là sẽ có một cái máy gặt đến một người, sau đó là sẽ chữ thóc gặt xong rồi chữ thóc đưa đến đây là mình mới xả thóc vào trong một xe ba gác ấy cả nhà. Sau đó là nhà thì chở thóc về nhà đó. Vậy đấy, còn nếu mà họ bán luôn thì họ sẽ bán ở đây luôn này, bán ở đường này là thương lái họ sẽ mua và chở về cái vựa xỉ luôn. Đây có cây nằm mơ neo nó luôn này. Nó về đấy, bây giờ chạy về đấy. Giờ nó về đấy đấy. À còn tí đấy á. À còn tí nữa. Còn chút xíu nữa chứ mày. Có tí chỗ này mà năm xào chỉ tốt. Một tí chỗ này. Từ móc đây. Đây tiếp tục kia năm xào. Gặt nhanh vậy đấy, nếu mà ngày xưa mà gặt tay có khi là mất cả ngày. Ngày lưỡi hả chị? Cá này. Cá này chị tốt. Sao đấy? Cá ở vũng nước à, ngày xưa cá lấy về bắt về chiên ăn ngon lắm. Giờ không ai ăn à? Không. Có han cá rô phi trong tủ ấy ạ. Ấy hành trình đi coi máy gặt ở quê vui không? Nú này chưa gỡ à chị? Không, cái nú này này chị hôm bữa chị đã thả lại bát thăm giờ. Em thấy cả lô nó chạy quá trời.
mai chợ mua lo con gì. Trưa nay sẽ làm cho các bác món. Anh ơi, coi con cho em cái. Hay là anh làm luôn đi. Làm gì vậy? Hoa chuối bóp với thịt nha. Bóp dạng bóp gỏi ấy. Này rửa sơ qua thôi thì tí nữa mình cho tí muối, tí chanh vào đây bóp cho nó khỏi bị thâm. Đây nó đen thùi lùi ngay như đen, trâu ngay. Bỏ muối chanh vô chứ. Chị cho chanh rồi nhưng mà ý là nó mà không chìm nước ra là nó đen thùi lùi. Mâm em rồi nó có đẹp. Cần nhìn đẹp. Cứ đúng đủ đoạn thủ công này, đoạn này là đoạn cắt chuối đây. Đấy là tới đâu là bắp vứt vào trong cái chậu tới đấy còn nó đen thùi lùi. Hai mấy cái lá chanh, hai cái lá là màu xanh tí, hai nó là xanh à, xanh thì thắt là nó mới ngon. Thôi vậy thôi, hãy vậy thôi, không ăn nhiều. Đi 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 dọc đường nhìn cho chú rắn lá này non ăn nó đắng đi. Nhìn cho chú coi nào rụng ở đâu nào, lại con bò chỗ nào, con đi vào chỗ nào, đi chỗ nào. Mỗi chỗ này thôi đúng không? Không. Không đâu à bà. Đang nhìn dưới đất xem, nhìn dưới đất xem nó lót dưới đất không? Bị lót cái chân mày các bạn. Không, đó đi được. Bà bố cháu này vừa tính nên tao vừa xin mấy bảy chuối nó có bố mấy bạn. Anh một phần nhà mềm mà cho họ một họ con bị 10. Đang thắt mỏng để làm là nem. Này là đâu phải gọi là nem chị tốt nhỉ? Nem hả? Nem bóp hoa chuối à? Ừ, còn hoa chuối nữa cơ mà. Con bố mẹ tắt nhanh chả đi đâu mà phải đi ăn bánh chả mình toàn nữa. Đi cho ra này, đi cho xong này chắc là họ cho mình ăn luôn. bà nhà bán có trẻ con. Thế là ngồi một tí để một tí vào phòng nữa. Có con bánh này không? Có. Đi gần đầu như thế. Thế là bảo ôi ôi, Tung Ly ơi, nhà bố sản xuất ra mà vật chất này. Chiều nay làm không đi học bà Lộc? Này là cái công đoạn thắt thịt, thắt mỡ. Để cho nó sàn sàn nào. Đây rồi bác Tôn. Vừa thôi bác Tôn, này là hai dĩa đây. Ông bia đầy trong kia hả? Bia hôm qua mua một thùng ấy mà. Đây, ba đĩa. Chắc hai để ùm à. Con đi rửa tay đi rồi mới ăn cơm. Mẹ dặn con đi. Bỏ đó đâu đưa chấm ấy, bỏ đâu đưa gái vậy. Quên rồi bát rồi, quên rồi chấm đâu. Mẹ ăn cơm, chị ăn cơm. Ừ, ăn đi. Nó có nguyên một bát ở canh này thì làm sao mà nó... Nó ăn lắm bạn. Vậy nó không ăn thịt à? Con này không có thịt à? Có thịt cho nó ăn với ăn. Không mình. Bốc thịt ăn con, ngon lắm. Đưa cái này cho bạn đưa cho em nào. Thôi có rồi, con cuốn nào. Không, tôi ban thiếu gì bạn nhà. Ớt được, ăn được tất. Tôi trong Duy, đổ trong Duy, đổ trong Duy. Đây được rồi. Có như nhà cơm. À đôi con à đôi. Mời cả nhà ăn đi cả nhà ơi. Rồi mời cả nhà ăn đi. Cái nào cóc của Dư cũng quảng cáo. Nhất, ta chả làm ăn như này. Nó cóc ngon lắm. Ăn bùi. Ăn bùi lắm. Một cái lá sung này. Nhà cóc cũng có đúa à? Ở đây vừa đưa cho đùa đâu rồi? Đâu đưa đi ăn nào? Đây, đây. Cóc này ăn được. Ăn đi chị này. Ăn này. Ngà sung. Đây đùa. Nà cóc ăn ngon lắm. Nà cóc là nà sung à? Ăn được ngon. Nà cóc, nà sung này, xong rồi đến nà cóc, xong nấm mơ. Rồi mới nói cái nà cóc này nó chua chua mà cuốn nó nem ngon lắm. Cho nà cóc à.
Đúng rồi, cái món thịt dê họ cũng để nạc cóc ở dưới. Vậy à, anh thịt dê nó cho nạc cóc à? Ừ. Nạc cóc non, nạc cóc già, nó có già chua hơn. Không, cá nạc cóc non. Đây mợ ơi. Có rồi. Có rồi chị. Thiếu đố của mợ chị con này chưa. Để cho cái nem trộn với này bút chuối vào. Nhiều mợ đầu tiên ăn thế. Nem với bút chuối này ăn rất là ngon, ăn mùi ăn hết mà chị. Miền Nam rồi. Cái này mà nằm trong miền Nam thì ngon nhất này. Trong miền Nam thì có. Làm gì có. Trong miền Nam nem nem nó có quả nhưng mà nó chỉ có da và mỡ thôi. À, mỡ nó không nó bì ấy dạng nó là bì. Đúng rồi. Xong rồi nó lại còn cho xoài cho các kiểu. Có ăn gì chưa bị can. Con mời các bác này. Anh mời các bác ăn đi. Ăn với mẹ ăn không? Ngon. Ăn nước mắm này ăn cho đường. Ăn cà đỏ này cho nó mát. Chị cho đường. Nha. Cái này cho đường. Cái này cho đường mà ăn ngon. Ăn nó ngon. Mâm mình đi cho. Cuốn chua chua cho ra ngon nhỉ? Cho gì ạ? Đường. Đường. Gì bác cho chanh ở đây chưa bác? Chưa. Chưa chanh à? Đây là trái không? Đó vừa chua. Vậy kì, chua. Nước bia. Bia dư, chú dư. Không. Rồi, để con. Không à. Mẹ uống đi. Không. Mẹ uống ngụm đi. Không, đang hò uống. Mẹ xin chuối đâu à? Cái gì? Mẹ xin chuối ai cho chuối đấy? Em mua. Tao ta ra đường mà đầy người họ cho. Ra đường mua. Đầy người, bỏ tiền ra đầy người họ cho. Đang ngồi đã đây cho tôi nhìn cho tôi một cái đèn. Dưa. Dạ. Chuối này thì nãy tôi mới bỏ cho mấy nải luôn đấy nhỉ. Đi là nước mắm đường. Đường. Thêm nước mắm đường hơi hơi mặn ấy. Chị uống nó không ngon. Cái lá sung, một lớp lá cóc, lá mơ, lá đinh năng. Wow. Ui giời ơi, nó to to thế. To vậy ăn gì? Nãy chị tốt, chị chưa cho chanh vào đây này chị Nhâm này. Chưa cho chanh vào bát này này. Chị thấy có miếng chanh rồi đấy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.